Việt Auto xin chào anh em, giới thiệu anh em mình một em xe Kia Morning đời 2010, số sàn 1.1 anh em nha. Mang nước sơn màu bạc khá đẹp luôn anh em. Đèn bi led nè, đèn bi gầm nè, đèn còn sáng lóa anh em nha. Mâm lớp còn khá là dày luôn anh em. Một em hatchback nhỏ gọn, em nay chỉ 119 củ khoai anh em nha. Bao anh em mình rút của sửa gốc là bảo hành anh em mình là 3 tháng nè. Xe form dáng khá đẹp, có camera lùi luôn anh em. Màn nước sơn màu bạc, dán chủ cũ dán lên đồ lên khá đẹp anh em nha. Ghế này anh em rộng rãi, anh em mình về lấy tiền tập lái được nè, đi chơi nè, chạy dịch vụ nho nhỏ anh em nha. Trần còn nỉ zin anh em nha. Đó, trần nỉ zin luôn nè, cũng khá rộng rãi anh em nha. Còn bánh sô cô luôn anh em nè. Gầm bể anh em, gầm bể rất là chắc chắn, không một mọt, không rò rỉ nhớt anh em nha. Xe khá đẹp luôn, mà chỉ 119 củ khoai anh em, khá rộng rãi luôn. Máy móc cũng còn khá êm mái anh em nha, 1.1 thì rơi vào tầm khoảng 4-5 lít xăng anh em nha. Đây để mình nghe máy anh em mình nghe nè. Đó, máy lạnh mát sâu luôn anh em. Em này chỉ máy lạnh mát sâu, máy móc êm ái anh em nha. Anh em nào kết một em xe Kia Morning đời 2010, số sàn 1.1, hãy ghé đến Phúc Việt Auto để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Địa chỉ bên em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại bên em là 0936793793 và 0979777893. Bên em có xe từ 5 cho đến 7 chỗ và tầm tiền từ 50 đến 500 triệu. Anh em nào cần một em xe che nắng che mưa hãy ghé đến bên em hoặc liên hệ đến hai số đó để được hỗ trợ tư vấn mình một em xe phù hợp với tài chính mình nhất anh em nha. Anh em một lần đầu tiên xem kênh của em, cho em một đăng ký kênh cũng như nhớ nhấn chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới hoặc em livestream thì sẽ thông báo đến anh em mình chỉ hơn 100 củ khoai. Mình chạy đi chơi nè, du lịch nè, đi chạy dịch vụ nho nhỏ cũng quá ok anh em nha. Tập lái cũng rất là ok luôn. Em này là Mazda 626, số sàn 2.0, chỉ 109 củ khoai anh em nha. Đèn anh em xem nè, đèn còn sáng nè, quá sáng luôn anh em nha. Có đèn bi led nữa nè, bi gầm đó. Mang nước sơn màu xanh rêu khá là đẹp luôn anh em. Mâm thì mâm gà lăn đúc nè, lớp cũng còn khá dày anh em nha. Form dáng sedan 5 chỗ, xe khá là đẹp anh nha. Mazda 626, mang biển Tây Ninh anh em nha. Phim cách nhiệt ở đây đầy đủ cho anh em mình rồi nè. Nội thất bên trong anh em xem, ghế này ghế thoáng khí anh em nha. Khá là đẹp nè. Có trần nỉ zin nè anh em, tắp bi còn nỉ zin luôn nè. Keo chỉ thì liền nè. Vô lăng cũng còn khá đẹp anh em nha. Vô lăng củ số còn khá đẹp, có màn hình nè. Tập bì cũng còn khá đẹp anh em nha. Xe này bên em bảo hành cho anh em mình là 3 tháng nè. Bao anh em mình rút hồ sơ gốc nè, bao quay đầu cho anh em mình luôn. Anh em nào kết một em xe Mazda 626 sedan hãy ghé đến Phúc Việt Auto để xem xe và trải nghiệm lái thử anh em nha. Địa chỉ với em là 282/7 đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc anh em có thể lên Google Maps anh em tìm kiếm Phúc Việt Auto là ra đúng định vị, đúng địa chỉ bên em anh em nha. Này, anh em nào lần đầu tiên xem kênh của em, cho em một đăng ký kênh cũng như một like, nhớ nhấn chuông thông báo để mỗi khi em ra video mới thì sẽ thông báo đến anh em mình nha.